Khoảnh khắc kinh hoàng của Eriksen tái hiện ở Euro 2024, cầu thủ được đồng đội che bạt đưa lên cả đi viện. Trận đấu ở bảng A Euro 2024 giữa Hungary và Scotland vào rạng sáng nay đã phải tạm dừng. Trong 10 phút vì một cầu thủ Hungary bất tỉnh nhân sự vì va chạm mạnh, anh được che bạt và đưa đến bệnh viện. Tình huống liên quan đến Barnabas Varga xảy ra ở phút 68 của trận đấu. Khi Dominic Szoboszlai thực hiện quả đá phạt trực tiếp, Varga đã nhảy lên tranh chấp và va chạm mạnh với thủ môn của Scotland, Angus Gunn. Cú trò của Gunn đã vô tình va vào vùng mặt của Varga, khiến chân sút này lính một cú đòn trời giáng. Nhận thấy tiền đạo Hungary đã bất tỉnh, các đồng đội lập tức ra hiệu cầu cứu lực lượng y tế. Một số cầu thủ tụ tập xung quanh Varga, những người khác chạy đến khiêm cắm vào sân. Trận đấu được dừng lại trong 7 phút để điều trị cho Varga. Sau đó, anh được đưa ra khỏi sân, lên đường tới bệnh viện. Chứng kiến hình ảnh này, thủ quân tuyển Hungary Szoboszlai đã không kìm được những giọt nước mắt, trong khi đó hàng ngàn khán giả trên sân im lặng như tờ. Chắc hẳn họ đang liên tưởng đến tình huống Christian Eriksen bị ngưng tin ở Euro 2020. Liên đoàn bóng đá Hungary MLSZ vừa đưa ra một thông báo tích cực rằng tiền đạo 29 tuổi bị chấn động và gãy xương gò má nhưng anh hiện đã ổn định. Một số xương trên mặt của Barnabas Varga đã bị gãy trong pha va chạm và anh ấy cũng bị chấn động. Anh ấy cần phẫu thuật, tình trạng của Varga hiện đã ổn định. Toàn đội luôn ủng hộ anh ấy. Sau tình huống này, đội tuyển Hungary đã duy trì thế trận áp đảo hoàn toàn và họ tìm thấy bàn thắng ấn định chiến thắng nhờ công của Kevin Szoboszlai phút bù giờ thứ 10. Họ ăn mừng bằng cách trưng bày chiếc áo số 19 của Varga như một biểu hiện của sự đoàn kết. Ba điểm quan trọng trước Scotland đang giúp đội bóng của Varga nuôi hy vọng đi tiếp. Di Maria gặp nguy hiểm nếu về Argentina. Chính phủ Argentina cảnh báo họ không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho Angel Di Maria nếu anh quay về quê nhà thi đấu. Thống đốc tỉnh Santa F Argentina Maximilia Pularo mới đây tiết lộ chính phủ Argentina sẵn sàng áp dụng những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhất cho Di Maria, nhưng đổi lại cầu thủ sẽ mất tự do. Nếu cậu ta sẵn sàng chấp nhận những biện pháp đảm bảo an ninh từ nhà nước, tức là mất một số quyền tự do, thì chúng tôi sẽ ngay lập tức làm như vậy, ông khẳng định với On. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải mất đi một số quyền tự do. Ông Pularo cũng cho rằng nếu áp dụng các biện pháp như thông thường, chính quyền tỉnh Santa F khó đảm bảo an toàn của cầu thủ. Phát biểu của quan chức Argentina gây tranh cãi. La Nation nhận định chính phủ Argentina dường như bất lực trước sự tung hoành của giới tội phạm. Hồi tháng 3, một nhóm tội phạm xả súng vào trạm xăng ở Rosario, Santa F kèm lời nhắn: "Chúng tao sẽ đợi mày, Di Maria." As đưa tin Di Maria bị giới tội phạm nhắm đến vì những năm qua anh ra mặt chống lại hoạt động buôn bán ma túy ở quê nhà. Rosario là tụ điểm ma túy lớn nhất Argentina. Di Maria bị đe dọa vì công khai tố cáo vấn đề buôn bán ma túy ở thành phố của mình. Chính vì thế, khi Di Maria ngỏ ý muốn về câu lạc bộ quê nhà Rosario Central thi đấu thời gian ngắn trước khi sang Mỹ để đầu quân cho Inter Miami, anh lập tức bị các băng đảng tội phạm đe dọa. Di Maria đang lên phương án cho vợ con sang Mỹ sinh sống trước. Nếu về Rosario Central chơi bóng để tri ân người hâm mộ quê nhà trong thời gian ngắn, tiền vệ 36 tuổi chỉ đi một mình. Di Maria đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Benfica.